Ok, xin chào tất cả các bạn thành viên của diễn đàn VLJ Forum. Trên tay mình đây hiện nay đang là món quà rất đặc biệt từ VOZ. Hãy cùng mở hộp xem đây là gì nha. Wow, đó là một cái ly rất là đẹp. Wow, hình này có khả năng là anh tủ lạnh của chúng ta. Đây là ly được làm bằng sứ các bạn, được được làm bằng đất sét và có bọc sứ xung quanh. Sản phẩm được hoàn thiện khá tốt. Một mặt đó là hình ảnh ông tủ lạnh đang nhìn vào máy tính, còn mặt bên kia là logo hình chữ V tượng trưng cho VOZ. Quay cầm khá là vừa tay, mình có thể cầm bằng ba ngón tay, bốn ngón tay đó, rất là tuyệt vời đúng không? Mình là một người rất là thích uống cà phê nên đây là một món quà rất có ý nghĩa. Ý nghĩa chỗ là chúng ta vừa xài ly có logo VOZ và vừa lướt VOZ chém gió. Những đường in này rất là sắc nét. Và mình để ý kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy một vài lỗi nhỏ. Đây. Nhưng mà không sao, mình uống nước chứ mình đâu có ăn cái ly đâu mà kỹ quá. Ly này nó to hơn cái ly, ồ nó bằng cái ly mình đang xài luôn thưa các bạn. Ly mình đang xài là do một chị đồng nghiệp của công ty cũ tặng mình. Đây, nó có một cái dòng chữ là tiến lên cô gái. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip siêu ngắn review sản phẩm siêu độc từ VJ Forum. Đó là một cái ly có hình ông tủ lạnh. Thí dụ như mà mình bị ban hay bị gì đó không biết, cái ly này nó có bị gì không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip review sau.